Lời đầu nói tiên xin mến chào anh chị em đến giao lưu quán cà phê Thanh Bình ạ. Để bắt đầu chương trình thì Minh Hùng và Lệ Tường gửi đến anh chị em một trích đoạn trong vở tuồng Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Xin quý vị cùng thưởng thức. Quế Minh Mộ Dung Đại Ca. Quế Minh em hơn cách đại ca lắm phải không? Đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca đã chọn cho mình một con đường nào? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng yên tâm mà cách chồng còn qua hơn đàn ca vì đã tạo ra lắm nỗi đau đớn không anh không thể nào bỏ em trên đoạn đường lắm. Buồn biết bao nhiêu ngày tháng qua mau rồi sẽ được quên dần, sẽ không còn gì để nhắc nhở đâu khi các bụi đã chôn vùi. Một đời người đã ngủ lời của đại ca nghe buồn dời dời khiến cho em rải rứt tâm hồn nhớ đang đưa tiễn một người về một phương trời xa xăm. Nếu kiếp này chẳng được gần nhau thì xin hẹn kiếp sau sẽ nên duyên chồng. Nếu kiếp này không thành duyên thanh á thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi niềm ái sao tùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế giới để cho ngài gặp gỡ với người yêu. Kẻ chết cô đơn thương hay mong mình tự an ủi mình trong giấc ngủ. Và tôi rồi đây sẽ phải chết một mình giữa sa mạc cô đơn đồng quanh cỏ cháy. Quế Minh ơi, điều đó có thể xảy ra cho đại ca vì tất cả là do nơi trời định. Quế Minh, dù chúng ta mỗi đứa một nơi, mỗi người một nhà, thì em cũng cầu mong cùng thượng đế cùng hộ cho anh trên già. Mình đi trong cuộc sống sau này rồi đời của em có như thế nào cũng được, miễn sao anh còn sống mãi với thời gian. Nếu mai một ngày mặt đất có vắng anh thì ở phương trời nào thì em cũng khổ. Em nhớ thương anh sẽ khóc từng tội
lỗi của mình đã trót gây ra. Quế Minh đại ca ơi, sao đại ca không xin một điều gì ra? Sao đại ca không hiểu được nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Quế Minh đừng buồn khi chưa hiểu được ta. Đã bao năm chung sống tuổi dài khờ, đối với Quế Minh, đối với Quế Minh chỉ là kỷ niệm mà thôi. Nhưng kỷ niệm đại ca đã đốt rồi trong giờ em chỉ còn lại đồng tro pha ngắm ngồi thương tiếc chuyện ngày qua. Thôi chúng mình trong lứa tuổi ngây thơ, đời sống mòn tuổi ngọc, định mệnh tạo ra bao cái đắng cuộc đời cho từng số kiếp con người. Nên giờ này em khóc phận lẻ loi như chim bay về cuối đời thôi. Lời em sao nghe buồn dịu dời như cách hơn đại ca. Em không dám trách hờn đại ca, vì em là kẻ khô đơn giữa đêm trường giá lạnh. Đã từ lâu em vụng về xấu xí đâu sánh được cùng ai mà đó. Quế Minh, em cúi mặt làm thế khóc chuyện không thành. Đêm từng đêm em gối đầu trên niềm cò, giấc ngủ chập chờn bao giấc mộng buồn đau. Ngọn gió nào thổi nhẹ Minh, Quế Minh ơi đừng nói nữa khiến cho đại ca thêm buồn. Đại ca đâu có buồn, đại ca buồn sao được, vì đại ca xin đại hạng ban đại ca một giai nhân tuyệt cơ sắc. Quế Minh ơi, làm sao em thấu hiểu được lòng anh, em cầu xin người ban anh một giai nhân sắc. Anh đâu thể đóng vai trò hèn mạt đến dưới tình anh đã chót nặng lòng yêu. Đó chẳng qua là anh muốn hy sinh để trả nàng về với người tình còn chi đâu mà mơ ước đua đòi. Tình xưa khép lại từ đây, người về đất tông buồn này sao dơi. Chẳng nghe hôn hút mong người chợt nghe